Xin chào tất cả anh em nhá. Hôm nay rồi nó hơi man mát nên là anh em chúng tôi có đi bắt một cái xì tía búp đỏ này. Xì búp đỏ nói nhá. Xì tía búp đỏ. Rồi. Đây này có anh Cảnh đây này. Một đấy nhá, nói rõ luôn vậy. Đấy nhá anh em được biết. Đây này. Nó nằm khoảng 30 năm trên chậu rồi. Thì anh Tuấn cũng có cái duyên với cái xì này. Mua rất là lâu rồi, hôm nay bà cụ bà với bán. Rồi bây giờ trước cứ nói ông cụ, bây giờ bà cụ bà với bán. Đấy nhá, mình cũng lướt qua để cho anh em xem này. Có anh Tân Phạm này. Anh Tân cũng đang rất thích. Đây là bỏ quay qua là cái chứ không chứ bạn từ từ này cũng hay bỏ đi. Không là đấy chứ cũng có để điểm tí cũng không sao hết, cái đấy để điểm. Anh em nào mà thực sự hiểu biết mà đam mê cái này thì cứ alo nhá. Đây này. Vậy vậy vậy. Không phải cái vách này sau là phải làm nó mỏng đi. Đấy, nó phải mỏng đi. Còn cái lòng thân này với là đặc. Đây này, những cái này nó khi phải bỏ này, những cái này này, cái đệ này, tôi còn đang muốn mẹ bay thằng này đi để cho tôi cái thằng trong này là dẹp mẹ cũng không có ý tưởng. Phải nghiên cứu đấy. Đấy, nhìn cái đây. Qua này cái này này. Không nhưng mà để nghiên cứu cái này này. Nhưng mà đang tính là sau để lấy cái tay này. Cái tay này đã. Vì mình không giữ được cây mình làm vừa phải để cho anh em người ta còn để cho những người này cần có một tiền cần ra đi mới hay. Ta mua về ta không được đục đẽo không được cắt nó chán lắm. Cái kiểu để ngồi ngồi cái độ hạ. Anh Cảnh anh đưa cái ghế em cái. Thế còn mình đừng lo sợ. Anh Cảnh ơi, đưa cái ghế đấy. Ghế đấy. Mỗi người mỗi ý mà. Đúng rồi. Ý mà tổng hợp về. Thôi thì ta cứ từ từ đi. Rồi. Cái nha đây là mặt trước nhá. Mặt trước nhá. Mặt bên kia mới là trước. À vậy à? Ui giời ơi. Vậy thì cứ quay mặt này đi. Đây này. Cứ quay bên đấy đi. Rồi 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 mặt này rất là hay. Mặt đẹp nữa. Quay mặt bên kia đẹp hơn. Mua về anh Tuấn cũng dọn qua rồi. Hậu áp rất là nhiều. Cái này nó cũng lâu rồi đấy. Qua tôi cũng đính đã hội ý rồi chứ. Ra bao nhiêu rồi? Anh xì bây giờ nó còn hiếm hơn cả xanh. Đúng rồi. Tôi vẫn thích màu xì hơn. Nói chung là nó mê xì cái màu nó vẫn đẹp. Nó sâu quá. Nó lại được xì tía nữa. Đây nha. Anh Tuấn đã mua một cái giá rất là cao rồi chứ phải là giá xì bây giờ không cao đâu. Đấy. Không cao lắm đâu. Thì anh em nào thực sự mà hiểu biết cơ, những người hiểu biết người ta thấy gốc này cơ, người ta sự đam mê thì cứ đừng cho chặt vỏ, đừng cho vỏ, cứ alo về cứ yên tâm. Mịn mà cắt hay hơn riêng này mịn cắt hay hơn. Okay. Riêng là tí nữa là có cái dao là xiến qua tí là được. Cái dao dạng sắc nhỏ mà ấy. Đây là những cái điểm này là ta có thể bóc ra cho nó lộ này. Qua đã dọn thảm nhiều lắm rồi đấy, hôm qua vậy. Cắt để cho nhô đầu tí, đừng cắt mịn thò đầu ra tí. Cắt đúng rồi, để cho nó sau này nó cái u. Nó đẹp hơn. Có thấy ông Hà ông cắt đây này, toàn có để của vầy này dần này. Đấy. Ông bảo nó vậy nhưng mà nó vén một phát là nó ok luôn. Cái này vẫn còn hơi dài cho bà. Vậy mà nó vậy mà thành cục rồi. Một phân hay là sâu quá là sau này nó bị ấy anh ạ. Nó mình lấy mầm đấy, nó khó. Cái này tôi muốn cắt đi đây này. Đâu? Đưa đưa tiền vào cắt. Nếu mà làm cây cách thì cũng được. Thấy chưa nào? Đây này. Nêu. Đây này, nghêu ra ấy. U cục rất là nhiều nhá. Cái này nó bết ở trong rồi. Đấy, anh em nhìn màn hình và xem nhá. Trên này là được trên này là không có vết cắt này. Đúng rồi. Nó hay nhất là khu trên này không có vết cắt gì hết. Có một tí một tị chỗ này nhưng mà nó lại cũng đã ấy rồi. Chỉ cần sửa qua là đẹp thôi. Đúng không? Thì nó cái cần anh em, nó như núi làm gì nữa. Như một quả đồi trên này. Đây, vậy đây. Rồi vậy. Rồi thì cái đấy. Không để nó đống. Không, cái cành đấy thì phải bỏ rồi. Cái cành đấy là có khả năng là cũng thu lại rồi nhưng mà chứ biết là thu đến đâu thì cứ từ từ ta vừa làm vừa nghiên cứu. Bây giờ không lấy đống. Đừng cắt sát quá. Nó nách rồi, nó có mầm rồi là phải cắt sát nách cho nó đủ nhỉ. Để cho nó ấy. Còn nó có mầm rồi là phải cắt sát nách để cho nó đủ nhỉ. Nghe đục sở lắm, không được. Đó có thôi, cho dao. Có 10.000 của cây của dao thôi nhưng mà sắc lắm, có thể làm được. Cái dao thép bao giờ sắc hơn inox chứ. Inox nó cùn nó lì lắm. Dao cứ đúng là hàng bệ bãi đây này. Hai con ông đính vừa đấy chứ. À. Không thẩm định được cái mà lấy cây. Có đơn á. Có đơn một con. Đằng gì anh Cảnh ấy cầm điện thoại cầm mười mấy cây. Anh Cảnh nhá. Hôm qua dần bán cây mấy chục triệu rồi. Cầm điện thoại em cái. Cảnh hôm qua chúc mừng người dần à. Ơ dần chiều qua thử ra chú ông đính mà sẽ bảo là chở cho chú. Cái gì? Nó không đến mức độ nó kém. Anh em tham khảo quả xi tiên này nhá. Cái vạch đấy. Giả quá rồi. Đây chỉ lấy mỗi cái này thôi. Có vậy. Vậy đi đây. Đây vạch đi. Giả. Có vậy. Không cần lấy nhiều. Đây được. Qua đi.
Rồi lấy cái này. Cái này nó xong bắt đầu là để ghép vào cái cây ở nhà đấy. Cái nhà giờ bao nhiêu tiền rồi? 8 triệu rồi. 8 triệu rồi chưa ra. Mẹ. Mua 1 triệu bạc giờ 8 triệu bạc chưa ra thì đấy mua ông đính con triệu này. Ông đính cái triệu bạc gì nữa. Ông đính con triệu thôi mà. Lấy ông đính 6 cây cơ mà. Ừ. Đưa cái xí đỏ lấy toàn lấy ông đính công đi. Bây giờ ông đính ông lên ông giật mình rồi. Hết cửa tiền nó ông đính ông giật mình rồi. Còn hai cây ở cái bé mới đi ông bảo tôi con triệu đấy mà tôi không lấy đây. Nó nạc cây. Thấp vào đấy rồi nó đi. Nó nạc cây. Nó cũng gồ gẹt quá độ sâu. Đấy, nó cũng hơi thô đi, nó khó khăn. Cho nó mịn mà. Vì cái đây mình có lấy mầm nuôi thôi mà. Ngay cái đầu này. Qua đưa hết cây chưa? Bên trong để cái trong. Bảo để trong nó bảo quản đưa hết cây vậy chưa? Qua thì chuyển cây xoài đấy. Với cây thi. Lúc thì qua đấy cái cây thi nạc không cái đấy xong. Cái lên chậu. Thì ba tay mà nó chặt mất một đứa. Nãy thằng này đang hỏi cây là lan tiêu. Đây là một cái cây to của chú đấy. Đây tí này. Cái cây này thấp nhỉ? Đi đây. Cái thấp nhỉ? Đưa nhát này rồi lấy mầm tăng rồi đưa lên rồi. Đấy thằng này đây sau hết nó lên mầm thì lấy đây rồi. Rồi bay ra đây nhỉ? Được ba đây xong rồi. Cái này thấp nhỉ? Đấy. Thì nó bằng cục cái này. Đây đây. Bé đẹp, cái thấp đấy. Không, bé thì đều chúng mình chắc định là bé đẹp nhưng cái thấp đấy. Cái đấy để uốn cành. Cành cái quả. Bởi vì mình không lấy mầm nữa, tôi cho lên là phải mình không lấy mầm nữa cho nên nó phải hơi mịn. Mình không lấy mầm nữa là cho nó mịn cho nó vít, cho nó nạc cây. Để nó rộng rộng vậy để anh lúc mình không chơi nữa đấy. Không, nhưng mà để vậy nhìn nó vẫn có một cái hơi cộm thì mình cho trước thì nó vẫn sau mình bôi keo được. Thế nào? Cái đầu đấy thì cho con phải nghĩa nó dài ra 1/2 thôi. Tôi lại cái tưởng là cái chiều này không nên. Bởi vì khi mà cho này nó nhỏ lại thì tôi lại không thích. Tôi lại muốn cho nó đồ sộ. Vì nếu như mà cây này chạy sáng làng ấy thì nó đúng ra là nó càng rộng bao nhiêu cái vách như này. Càng rộng bao nhiêu thì nó càng nếu mà mua cây cũng dần. Nếu mà đã để bên này về không ngất. Hả? Tôi mua cái xanh cũng dần. Đấy rồi, chỉ biết rồi. Cái lăng cổ này. Bên này chắc chắn hai này đấy. Cứ phải mua vào đây. Tôi sẽ lọc nó đánh đồng. Đẹp luôn thì được. Dễ đẹp nhỉ? Dễ đẹp lắm đấy. Dễ đẹp không? Dễ kinh khủng, quả xẹp. Anh em tham khảo nhá, một trong những cái gốc xì tía rất là già, có tuổi đời cũng rất là lâu rồi. Anh Tuấn cũng rất mất công để sưu tầm cây này rồi. Thì nếu mà anh em là thực sự hiểu biết về cây xì này mà có đam mê. Tầm lấy này đẹp đấy. Mà có thể khai thác ở cái xi này thì cứ liên lạc trực tiếp với số điện thoại của Trung Bonsai cũng được nhá. Thì anh em rất quen rồi. Thì mình sẽ cho cái giá cụ thể. Thì Tuấn bắt cũng rất nhiều rồi. Anh nhá, bếp này này. Riêng là anh Tân đang xây nhà không thì không thể thoát được cái này được với anh Tân nhá. Sau đây một tí nữa chúng tôi sẽ xử lý một vài chi tiết nữa. Cái này anh em sẽ thấy. Nó rất là mỏng. Chúng ơi.
này lên bóc đi. Không. Không. Ở dưới nó có cái này. Mà không làm cái này á, cái này anh bóc bóc đây em lộ ra cái lỗ này này. Cái hốc trong nó mới đẹp. Cái này nó đã ăn theo cái mảng này để làm gì? Để phí đi chứ. Mấy cái này không nên vẽ ra đây. Vẽ làm gì? Mình có vẽ có tận dụng ở đâu. Đây nha anh em nha, đã có một vài chi tiết. Hai cái này. Đây này anh em nha, chúng tôi khoảng đây này. Nó lộ trong. Lấy hết cái này ra, anh Tân này, lấy cái này ra, lấy cái này chỉ lấy cái này ở trong này thôi. Cái rễ này đôi khi còn phải bỏ đây này. Thân nó mỏng banh, đâu không hiểu. Đấy cho nó mỏng nó làm bánh. Rễ đây giữ cây cái. Nha. Cưa rất là sắc nhá. Đồ. Cắt mãi không ra. Toàn có đồ ngoại không à. Đấy. Đây đa phần đồ hà được, một số cũng đồ hà về mình cưa nó mím cái đầu quá nên nó lung lay đấy, khó cưa. Mặc dù là mưa phùn nhưng anh em chúng tôi vẫn phải giải quyết lọc đi nhá, vì sau này bông mình làm gì, nếu có làm bông làm trên hay làm dưới đấy. Rồi. Dưới đấy làm gì người ta đang khoe cái bộ này ra không thì muốn chơi cả cái vùng này thôi. Cây này anh em mà xem gần tới hút hồn luôn. Đấy vì à. Nó rất là mỏng thân. Độ mỏng thân của nó có mà u cục rất mỏng mới là khó. Vâng. Đấy. Không cứ nhặt những cái vớ vẩn nó nho nho đây này, không cái đấy nó mục. Để tự viết đừng làm sắc quá. Đừng sắc sắc quá, để hơi xù xì đi. Mịn quá bằng. Đừng để bằng. Rồi. Khi thằng này đi xong bắt đầu làm người ta chỉ là nào mà xử lý được cái ngọn này này cho nó thưa ra này thì nó mới thành giống như ngọn núi được, đúng rồi. Đấy nó chạy một cái đường đây nó liền hết liền đến đây luôn thì cái này bỏ đi thì đúng hơn. Đấy bỏ đi cái đấy nó chặt à cái đấy á à? Ừ. Cái đấy anh cắt đi từ anh lâu rồi chứ đang được tưởng làm qua gì nó cắt cái đấy rồi cái đấy anh tiếc làm gì tiếc cái đấy cái đấy đâu mà anh đang ăn một cái dãy mẹ Trường Sơn như thế sơn thì thế thôi đây để nó chọc ra đó mà. Mình có vẽ tay đấy đâu mà. Đấy đâu mà. Không chỗ nào không vẽ tay là nên cắt hết. Quá đi không? Nhìn nào. Anh em nhá. Anh em tham khảo nhá. Đây thực đi. Sự là người nào đam mê thì mới hiểu được cái gì. Đấy. Cắt cái đấy thì cái là nhìn. Cái đấy là nhìn đồ sộ ra luôn. Nhìn là nó dài hơn. Cái đó, bên ngoài mới là mặt tiền mà. Đấy theo cái mũi cưa lên tí. Xuống cái dưới. Ngà mũi cưa. Cái này mới là mặt tiền. Cắt nhát đấy thì mình đẹp hơn. Tăng hoàng cái gì ạ? Nó không chống mặt. Không che cái mặt tiền của nó. Cắt đấy thì nhìn nó ra cây to luôn. Quá cây. Nhìn. Đây này, không nhìn vào mạng mặt đây thì không biết là nó hầm hố cái nào. Nếu mà nhìn trong đấy. Mặt nó mỏng, nó đi theo. U chéo. Cái đầu không mưa nó vào lấy cái đầu xem cái đầu tiêu. Thân rất mỏng nhá. Bay cái đấy, cú cái chỗ đâu đâu đấy cũng bay đấy. Đặt cái chiều ngang này xem, nhìn rất là mỏng. Thằng này em tôi đang muốn bay cái cú này đi này. Lấy trên đỉnh đi ông, tôi đi hết trên đỉnh. Bạn chỗ này này. Đấy, ý tôi là nghĩ qua là đã xong cái như vậy rồi. Có không? Từ rồi. Xong nó có không ăn đi. Đây đi. Có đây rồi. Có sẵn rồi. Có rồi, đây có rồi. Nếu mà bay đây thì đây. Anh em chúng tôi đang nghiên cứu đúng đoạn này nhá. Nhưng mà thực ra là ở trong cũng rất đẹp, ở trong, ngoài thì cũng đẹp. Rất đẹp trong ở ngoài đẹp. Mà được những cái u chế. Mày vì nó hổng. Này nó hổng này. Alo. Mẹ nó ngoài này. Nó hở. Nó hở. Đúng rồi anh ơi. Trong đấy nó hở. Nhưng mà từ đây đi thì lại vết cắt nó ra đây này. Nó có một cái vết cắt. Cái nào vậy? Cái nhát đấy chỉ cắt đi thôi. Thì cái bệ dưới nó với cân to hơn thì nhìn nó cân đối nó vững hơn. Còn để cái đấy. À cái đấy á. Cây đấy thì anh ở đâu nhỉ? À có những thì được nhưng mà cây đấy thực ra về này. Cắt đi là nếu mà bình thường anh em mà tâm huyết là tới cộng cho 5 triệu. Đấy là cái giá anh em ở đây người ta cũng cộng rồi đấy. Nếu mà thích thì cứ vậy thôi, còn không phải à được. Mình cũng đã cứ đam mê cái đấy, mình đang một bóng tách cơ. Đây chú Tân à? Đứng đây tôi ngắm. Tôi bịt cái chỗ này xem nhá. Đấy không? Đấy. À, thế à, vậy thì được ý là cũng có mấy ông anh gọi chơi bảo là đấy. Thực ra là hôm trước mình quay trước mình cũng gửi. Đây. Để
À, nhưng đổi mà cái đá đây lại phải cắt, cái đá to đây. Cái đá đây này. À. Đây này, để đây là mặt mặt à, nó bị đơ, nó bị trườn này. À, rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi, cảm ơn. Không nên cắt. Mà tôi mà đã tính nhá, nếu như mà không cắt ấy là thằng này cũng không cắt. Rồi rồi rồi, ok. Đấy, được rồi thì cứ biết vậy đi, anh em cứ biết vậy đi, cây đang còn trong vườn mà vội gì. Hôm nào mời vào đây chơi đi, mình dẫn được một số còn nhiều cây anh em trong này nhiều lắm, hội trong này nhiều. Đây đúng rồi, đúng rồi. Vậy đấy cơ. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi 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 rồi, cảm ơn em. Bể đá. Có cái dọn sạch cho thì mình cứ. À thế à? Đúng rồi. Nhận để nuôi bông ra, còn cái chuyện mà cắt đi thì nó đơn giản lắm. Rồi rồi rồi, đúng đấy. Ok. Vậy thì chắc là hôm nào mà có dịp đi quay thì có ghé ở đây chơi tí nhỉ, quay cái kìa. À thế à. Mình vòng khoáng kiểu. Nói chung. Vậy là. Đúng rồi thôi. Đúng rồi. À rồi, ok. Đó, đúng rồi. ok, biết rồi. Có gì thì thôi thì để à. Điều. Ok. Đấy. Mày. Đây, canh này không cắt. Nếu để mặt này canh này không cắt. Đây tôi ăn có tài đây, tài dưới đây, tài trên đây. Không phải, sau làm cái chỗ ở đây là một cái hồ nước. Đấy, cho, đấy. Cho, vậy, vậy, đây cho không khỉ nó đu xuống. Đây mới không cắt. Đây mới không cắt. Đây không cắt, nếu đặt kiểu này, mặt đây mặt tiền không cắt. Mình cũng xin dừng video ở đây để chuyển sang video tiếp theo nhá. Bạn nào thực sự hiểu biết về cây si tía búp đỏ này thì cứ liên lạc trực tiếp nhá, vì nó rất là đỏ mà rất là già. Thì cứ liên lạc trực tiếp với Trung Bonsai hoặc là anh Tuấn này để biết giá cả cụ thể hơn. Rất mong anh em trên kênh của Trung Bonsai alo. Cái này già vô đối, không có đối thủ luôn. Nhưng mà do người ta để cớm nên là màu nó không được lên chứ còn bể đá 50 triệu nữa. Rồi. Thay vào cái bể đá nữa thì bể đá 50 triệu nữa. Bể đá trên nước còn cái thân rất là mỏng nha anh em nha. Bây sau để nó thả rễ đây nữa là đẹp. Anh em nhớ alo để Trung Bonsai hoặc là anh Tuấn giải tìm cho tôi cái bể đá nữa. Đúng rồi. Thì cho nó vào thôi, đúng không? Ăn cái bể đá đã 50 triệu thì đúng rồi. Cây này nó vào 150. Bể đá Tân với cảnh thì là hay là bể cổ là cũng là được rồi. Bể sò đấy. Đây. Bể đá hay bể cổ thì hai ông là số 1 rồi, phải săn. Bể bằng sò đấy thì nó rẻ tiền hơn thì đầu tư nó nhẹ. Không, bể sò giờ nó cũng không rẻ đâu. Bể sò giờ 40. Đấy vậy chú vậy, bể sò ấy đều là tít. Rồi nha, mình có xin dừng video đây. Xin anh em hẹn anh em video tiếp theo. Xin lần ấy chào tạm biệt. Anh em nhớ đăng ký kênh để xem video tiếp theo nhé. Dọn mới được đúng không ạ? Ok. Các bạn nhấn nút đăng ký và nút chuông để không bỏ lỡ những video mới.